quân đội hoa kỳ tiết lộ các đặc điểm cần thiết của hệ thống nhận diện bạn hay thù lực lượng vũ trang hoa kỳ đang chú trọng tới việc chế tạo các thiết bị phát hiện đặc biệt làm tăng mức độ an ninh của các hoạt động chiến đấu trong bóng tối hệ thống nhận diện bạn hay thù được viết tắt là IFF đây là một hệ thống được thiết kế hiện dành cho các đơn vị bộ binh của hoa kỳ một hệ thống nhận dạng máy bay an toàn giúp phát hiện và cho chúng ta biết sự khác biệt giữa máy bay bạn hay thù Nhận diện bạn hay thù là một hệ thống nhận dạng dựa trên radar được thiết kế để chỉ huy và kiểm soát. IFF sử dụng như một thiết bị để nhận tín hiệu, lắng nghe tín hiệu, cơ sở dữ liệu sử dụng mật mã, kiểm tra và sau đó gửi kết quả xác định. IFF cho phép các hệ thống cơ sở dữ liệu sử dụng mật mã, kiểm soát không lưu của quân đội và quân sự xác định máy bay, phương tiện hoặc là lực lượng, là đồng minh hay là đối phương, và xác định khả năng chịu lực và tầm bắn của chúng từ hệ thống cơ sở dữ liệu sử dụng mật mã. IFF có thể được sử dụng bởi máy bay quân sự hay là dân sự, và lần đầu tiên được phát triển trong Thế chiến thứ hai với sự xuất hiện của radar. Các sản phẩm IFF cho phép các chiến binh xác định các lực lượng đồng minh và đưa ra quyết định sáng suốt trong tình huống quan trọng kỹ nghệ IFF có thể được sử dụng trên các nền tảng hiện có bao gồm máy bay không người lái tàu máy bay thông thường và máy bay trực thăng yêu cầu căn bản cho thiết bị này là trọng lượng nhẹ mức tiêu thụ điện năng thấp khả năng tàn hình cao và mức độ xác thực chính xác phối hợp với quân phục của quân nhân một chi tiết được quan tâm khác là thiết bị phát hiện này cần phải giảm thiểu sự phát hiện bằng quan học nhìn vào ban đêm diện tích phát hiện tối đa của thiết bị được xác định lên tới 9 m2, khoảng cách kiểm tra sự phát hiện là 300 m. Ban đầu nó có thể được phối hợp với các thiết bị cá nhân của người lính Mỹ một cách bí mật, nhưng các chuyên gia cho rằng hệ thống IFF nên được đặt ở trên mũ hoặc là ở trên quần áo của những người lính. Một số nguyên mẫu hệ thống nhận diện bạn hay thù đã được chế tạo ở Mỹ, tuy nhiên nó nhận được phản ứng trái chiều từ phía quân đội Hoa Kỳ. Các chuyên gia nhấn mạnh là hệ thống IFF mới sẽ giúp cho binh lính của Mỹ tự xác định vị trí của mình trong trận chiến và tránh những sai lầm không đáng có. Nhận diện bạn hay thù là hệ thống nhận dạng máy bay an toàn giúp phát hiện và cho chúng ta biết sự khác biệt giữa máy bay đồng minh và máy bay của đối phương. Các hệ thống này sử dụng các thiết bị điện từ để liên lạc với máy bay và xác định lực lượng đồng minh và máy bay đối phương hoặc là trung lập trong không phận. Đây là trung tâm của các hoạt động quân sự vì nó cho phép các lực lượng vũ trang nhận ra đồng minh và xác định kẻ thù tiềm năng. Thiết bị này hoạt động như là một phiên bản kỹ thuật số tinh vi của hệ thống mật khẩu, gửi tín hiệu kiểm tra và xác nhận xem mật khẩu nhận được có chính xác hay không. Hệ thống IFF là một hệ thống hai tần số, sử dụng băng tầng 1030 MXG. Tín hiệu cơ sở dữ liệu sử dụng mật mã và tăng tầng 1090MXG cho tín hiệu phản hồi. Điều này có thể được chia ra làm thành 4 chế độ, 2 cho sử dụng quân đội và 2 cho máy bay quân sự và dân sự. Chế độ 1, chế độ này có 64 mật mã trả lời và được sử dụng trong kiểm soát không lưu quân sự để xác định loại máy bay nào đang trả lời hoặc là loại nhiệm vụ nào được thực hiện. Chế độ 2, chế độ này chỉ dành sử dụng cho quân sự. Nó có 4 mật mã trả lời có thể xác định số đuôi của máy bay Chế độ C Chế độ báo động cao tự động trả về độ cao hiện tại của máy bay Chế độ 3 trên A Đây là chế độ kiểm soát không lưu tiêu chuẩn Nó được sử dụng với chế độ báo cáo độ cao tự động tức là chế độ C để cung cấp danh tính và kiểm soát cho tất cả các máy bay theo phương tiện quy tắc bay Bộ dò tín hiệu mặt đất FAA thường xen kẽ các chế độ bằng cách gửi luân phiên chế độ 3 trên A và chế độ C đến máy bay, nhận dữ liệu nhận dạng và độ cao liên tục từ máy bay được điều khiển. Theo nguồn tin từ Air Force Technology cho biết là quân đội Hoa Kỳ đã ký hợp đồng với Raytheon để cung cấp thiết bị nhận diện an toàn bạn hay thù trong nỗ lực bảo vệ máy bay. Kỹ nghệ IFF giúp cho các nhà khai thác radar và các phi hành đoàn cho biết sự khác biệt giữa máy bay đồng minh hay là đối phương có thể bị giả mạo. Vì vậy, việc bảo đảm khả năng này là rất cần thiết. Vào tháng 7 2017 thông báo rằng công ty quốc phòng Raytheon của Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho không quân Hoa Kỳ 42.8 triệu Mỹ Kim theo thứ tự các thiết bị IFF an toàn như là một phần trong nỗ lực tiếp tục của nhu cầu nhằm tăng cường an ninh và bảo vệ hệ thống IFF IFF là công cụ quan trọng đối với các lực lượng không quân vì nó cho phép các hệ thống cơ sở dữ liệu sử dụng mật mã kiểm soát không lưu của quân đội và dân sự xác định máy bay phương tiện hoặc là lực lượng đồng minh và xác định khả năng chịu lực và phạm vi của chúng từ cơ sở dữ liệu sử dụng mật mã đặc biệt quan trọng là trong thời đại máy bay siêu âm và hỏa tiễn khiến cho nó không thể dựa vào thị giác để nhận dạng và nếu không có hệ thống như vậy việc chỉ huy và kiểm soát hiện tại gần đây như là không thể xác định được các lực lượng đồng minh, làm giảm thiểu tiềm năng vô tình giết chết lực lượng của chính mình trong chiến tranh và tăng vị trí phòng thủ. Frank Winston, giám đốc IFF, hệ thống thông tin liên lạc chiến thuật không gian Raytheon và hệ thống không vận SAS cho biết, việc giả mạo hay là bắt chước kỹ nghệ IFF của các đối thủ tiềm năng tinh vi hơn được xác định là mối quan tâm của không quân Hoa Kỳ từ những năm 1990. Kết quả tai hại tiềm năng của đối thủ cạnh tranh gần như là có thể giả mạo sóng IFF, sau đó đã được thừa nhận và mật mã tiên tiến được coi là giải pháp tốt nhất. Các thiết bị KIV 77 về bản năng cho phép người sử dụng mật mã an toàn của thiết bị để nhận tín hiệu IFF rộng hơn để bảo đảm tính xác thực cho người dùng khác được thiết kế để khắc phục những lo ngại đó. Raytheon đã thực hiện việc giao hàng thiết bị đầu tiên vào năm 2010. Trong môi trường ngày nay thì mối quan tâm lớn đối với IFF là nhiễu điện tử và nạp dữ liệu phân phối an toàn các khóa mật mã chính xác. Theo Raytheon thì hai lĩnh vực này là vấn đề thách thức nhất đối với IFF an toàn. Raytheon đã thiết kế phát triển và sản xuất các hệ thống IFF trong hơn 60 năm và là công ty đầu tiên phối hợp chế độ quân sự 4 với chế độ dân sự S để cung cấp đầy đủ hệ thống giao thông phối hợp, tránh và va chạm. KIV-77 là mẫu số 1 được Cơ quan An ninh Quốc gia chứng nhận và cung cấp bảo đảm thông tin cho thiết bị IFF mới. IFF là liên kết dữ liệu được chuyển đổi thành mật mã, thế hệ tiếp theo giữa các bộ do tín hiệu và bộ tiếp sóng để xác nhận một chiếc máy bay là đồng minh và cung cấp bảo đảm các thông tin cho các bộ dò tìm và bộ tiếp sóng. Raytheon được coi là một nhà lãnh đạo trong dữ liệu được sử dụng bằng mật mã IFF, giới thiệu các kỹ nghệ mới để làm giảm đáng kể về kích thước, trọng lượng và tiêu tán năng lượng.